Liên quan đến vụ buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, vào chiều ngày hôm nay 13 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, 23 năm tù, Phạm Tấn Lộc, sinh năm 1986, 13 năm tù, Mai Thị Ngọc Phấn, sinh năm 1979, 10 năm tù, cùng về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trương Văn Liêm, sinh năm 1966, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 6 năm cho đến 12 năm tù về tội buôn lậu, đồng thời phạt bổ sung tiền đối với 7 bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng chuyển về Việt Nam. Các đối tượng bên Campuchia thuê Hạnh vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang. Để vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng qua biên giới, Hạnh thuê và phân công Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền đô la Mỹ, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Vân kiểm đếm số lượng tiền đô la Mỹ vàng rồi cùng Út, Trung, Phước, Hải, Minh vận chuyển đô la Mỹ sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.